Sáng nay ngày 23 tháng 8, huyện Như Xuân long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện 25 tháng 8 năm 1949, 25 tháng 8 năm 2024. Dự lễ có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành địa phương trong tỉnh, lãnh đạo các huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, các mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Như Xuân qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn huyện. Cách đây 75 năm, ngày 25 tháng 8 năm 1949, được sự thống nhất của tỉnh ủy, khu ủy và ban cán sự miền Tây, chi bộ Như Xuân đã triệu tập đại hội đảng viên toàn huyện tại doanh trại của An Toàn Khu ở thôn Đồng Ớt, xã Yên Cát, nay là thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ huyện Như Xuân. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển với 23 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Như Xuân đã lãnh đạo phong trào cách mạng phù hợp với tình hình và thực tiễn địa phương. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thoát nghèo bền vững là mục tiêu phát triển. Giai đoạn 2021-2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn huyện luôn ở mức cao trong số các huyện miền núi, đạt 3,75%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 đạt 40,4 triệu đồng, tăng 8,9 triệu đồng so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 9,9%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt, năm 2014, nhân dân và cán bộ huyện Như Xuân đã được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đạt được trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân nhiệm kỳ 2020-2025, trước mắt, Ban Thường vụ Huyện ủy cần ra soát lại toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra, đánh giá đầy đủ tiềm năng thế mạnh của địa phương, thay đổi tư duy, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và sự quan tâm của tỉnh để lãnh đạo phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện hiệu quả quy hoạch vùng huyện, quy hoạch các cụm công nghiệp, quy hoạch hệ thống hạ tầng để khai thác và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai lao động, ngành nghề truyền thống của địa phương. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, lành mạnh cho phát triển. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nêu rõ, cùng với quan tâm phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đảng cần chăm lo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Ngay sau lễ kỷ niệm này, Đảng bộ huyện cần khẩn trương bắt tay vào xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với truyền thống cách mạng và những thành tích đạt được trong 75 năm qua, Đảng bộ huyện Như Xuân sẽ lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành mục tiêu xây dựng Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh. Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng bức chướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng Như Xuân sớm trở thành huyện dẫn đầu khu vực miền núi cho Đảng bộ và nhân dân huyện Như Xuân. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện.
Trước lễ kỷ niệm, tại thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân đã tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp cải tạo sửa chữa di tích lịch sử địa điểm thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện.